À, thưa quý vị, thì hôm nay là chúng ta học tiếp pháp cú thứ 61. Pháp cú này cũng thế kỳ nào cũng có ý nghĩa hết trơn. À, kỳ này là nói về về tình bạn đó. Đức Phật nói về tình bạn để cho chúng ta thấy là nó có giá trị như thế nào. Thì thưa quý vị, là lúc tại xá vệ đó, trên núi, trên hang núi của ngài Ca Diếp, quý vị biết nói về Ca Diếp đúng không? Ngài Ca Diếp là đệ tử của Đức Phật đó. Thì ngài tu trong hang núi có hai vị thầy làm đệ tử hầu. Thì có một vị thì rất là ngoan, nhưng một vị thì ngỗ nghịch. Và vị đó quý vị biết là làm cái gì á, của hai cướp công, không có làm nhưng mà cướp công của vị kia. Có một lần là lấy nước cho thầy tắm mà vị này không lấy, nhưng mà chạy canh nước sôi cái chạy vô báo cho thầy biết là nước sôi rồi, thầy chuẩn bị ra tắm. Thì nói như vậy để cướp công là nó mình làm. Thì bữa khác vị này mới, cái vị kia mới chơi lại là cho sôi nhưng mà đổ ra rồi còn một ít thôi, vị này đâu có để ý, thấy hơi hơi lên cứ tưởng xong rồi, vô báo thầy ơi nước có rồi, đi tắm. Thì thầy ra thì thấy không có nước, còn chút xíu của đồng mới la rầy cái vị kia, nói là một người tu xuất gia không có nên dối lừa như vậy. Là vị này đã ôm hận rồi, đã giận rồi, cái chú cái vị sa di nhỏ này đã giận rồi, đã giận thầy mình là vì một chút nước nó mà mắng mình là lừa dối, là một chuyện. Rồi lần khác là vị này thầy giận cái chú kia cho nên đi khất thực á, không có giận chú kia đi, giận cái chú ngoan đi thôi. Thì vị này cái chú mà ngỗ nghịch ở nhà, quý vị biết là cũng chạy qua nhà một thí chủ khác giả bộ nói là thầy con hôm nay bệnh cho nên là xin thức ăn để về cho thầy. Thì bên kia họ không biết, họ cũng đưa cái thức ăn đó về cho thầy. Về vị này ăn hết, cái chú mà ngỗ nghịch đã ăn hết. Xong rồi khi thầy biết ra thầy mới la rầy, mới la rầy là người xuất gia làm cái chuyện đó là không được, cái đó là mình đi gạt gẫm. Cái vị này thì nghĩ cái tư tưởng nhỏ nhen mà nói rằng cái chút nắm cơm mà thầy mình lại la mình nữa, cho nên là giận tiếp và tìm cách trả thù. Một hôm là thầy đi khất thực ở nhà đốt nguyên cái động luôn, đốt hết đồ đạc xài đập làm hư hết, và cuối cùng vị này cũng bị cái nghiệp cho nên bị chết và đọa địa ngục. Thì sau đó cái tin này mới tới tai Đức Phật. Khi mà tới tai Đức Phật thưa quý vị, Đức Phật mới nói kiếp trước vị này với ngài Ca Diếp đã từng có oan gia như vậy, và vị đó đó từng nhiều kiếp trước chứ không phải kiếp trước thời Đức Phật Ca Diếp, thì vị này đã từng là một con khỉ và cũng đã đốt phá cái tổ chim của, lúc đó ngài Ca Diếp là một con chim cho nên đã phá cái tổ chim, cũng phá rối chuyện của người khác. Thì Đức Phật nói những người hư hỏng, những người xấu tệ như vậy thì ngài Ca Diếp không nên ở gần làm gì, không nên ở gần. Thì nhân đó Đức Phật mới nói câu pháp cú thứ 61 là tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không làm bạn với kẻ ngu. Quý vị, cái này là phẩm, gọi là phẩm ngu đó quý vị. Thì cái phẩm 61 này là tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không làm bạn với kẻ ngu. Quý vị biết cái này có nhiều vị sẽ nói ủa vậy thì người xấu ai 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 lo. Cái này là không nói về phương diện hóa độ, nó không phải. Nếu mà nói hóa độ thưa quý vị là tùy duyên, cái người họ đi hóa độ họ tìm cách, họ sẽ có cách họ hóa độ. Nhưng cái này là nói về cái tình bạn thôi. Cho nên Đức Phật mới nói nếu trên đường đời tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình thì thề quyết sống một mình không làm bạn với kẻ ngu. Thì quý vị biết tại sao Đức Phật nói là sống với kẻ ngu, kẻ mà không có trí, kẻ xấu tính làm cho mình bực bội hay sanh tâm phiền giận. Quý vị thấy đúng không? Tự nhiên thấy cái người mà cái tạo cho mình khó khăn hoài, mình khổ não phiền muộn hoài, mình không được an lạc, mình không có được tiến bộ một cái gì hết. Cho nên trong kinh Phật mới dạy là có bốn loại bạn. Quý vị để ý là Đức Phật nói có bốn loại bạn. Thứ nhất á, là kết bạn như hoa. Cái này chắc quý vị biết rồi. Như hoa này làm sao quý vị? Khi mà hoa tươi đẹp á, thì biết bao nhiêu người đến để chiêm ngắm, để ngắm, để thích. Khi mà mình giàu có đó, mình đầy đủ địa vị, mình có chức tước địa vị giàu có thì bao nhiêu người đến với mình. Nhưng mà khi sao? Khi mà bị sa cơ thất thế rồi, bị sa thải, bị tiền của mất hết rồi, không ai đến nữa,
cái đó gọi là kết bạn như hoa. Thì cái này đương nhiên mình không ứng dụng, thì Đức Phật mới nói kết loại kết bạn như hoa chúng ta không nên theo. Tại vì là mình sống mà mình thấy ai ai giàu sang sung sướng, ai có địa vị chúng ta tới kết thân, nhưng mà khi họ sụp mình bỏ người ta thì cái chuyện đó không được. Và ngay cả bản thân mình cũng vậy, mình không làm những cái chuyện đó. Và thấy những cái chuyện đó với người khác mình cũng không nên theo. Thì như vậy kết bạn như hoa. Cái loại bạn thứ hai đó là kết bạn như cân. Cái cân đó quý vị, là ông bà mình hay nói sao, có qua có lại thì mới toại lòng nhau. Thì cái cân mà nó bằng, tức là có qua có lại là mới toại lòng nhau, tức là nó đẹp. Nhưng mà khi mà quý vị có cái sự tính toán, bắt một bên người ta cứ bỏ hoài, một bên thì sao? Không bỏ, không bên thì không chịu lo, tất cả chỉ biết hưởng thôi. Có một vị Phật tử này quý vị là xin giấu tên, có một vị này có cái tâm rất là tốt. Mới kể câu chuyện là nói con đi làm, con có cái những cái vợ chồng này họ là ông chủ rất là giàu có. Nhưng mà con muốn hướng họ về với Tam Bảo, cho nên mỗi ngày đi làm con đều đem đồ chay cho họ ăn. Họ ăn họ khen ngon. Chẳng những khen ngon mà còn xin tu go về nữa. Nhưng mà cả năm nay là không phải là con tính toán bắt họ phải trả ơn, nhưng mà ý là họ chưa có vừa có một cái lời hỏi là đồ ăn này đâu, mua ở đâu, họ làm ở đâu cho cô phụ chút tiền để cho để lo để mua đồ ăn. Chỉ biết ăn ngon và thích nhắc nữa, và chỉ biết ăn rồi xong tu go về. Cái ngon nào ngon là cứ lấy vô tư, mà không hề hỏi han, không hề thay đổi, có một cái chỉ biết bản thân mình thôi. Thì như vậy con có tiếp tục làm nữa hay không? Thì Dung Hiếu cũng nói là thì thôi, thì có thể là mình đang cọ lửa, nó cọ hai gốc cây nó gần ra lửa rồi, thôi ráng thêm thời gian nữa thưa con. Chứ lỡ công tình một năm nay rồi mà gần được rồi mà mình bỏ thì nó uổng. Thôi ráng thêm thời gian là cuối cùng cũng được thôi, coi như mình thiếu duyên, mình chưa có độ, mình chưa có hướng họ được. Tại vì vị này không phải là cái tâm là bắt người ta phải đền đáp lại, nhưng mà chỉ biết ăn mà không hề biết nghĩ một cái chuyện gì hết. Thì cái điều đó là vì đó nó khó để mà chuyển. Thì cái đó là cái như là bên nặng bên nhẹ đó quý vị thấy không? Là cái cân mà bên nặng bên nhẹ thì nó sẽ có ngày nó cũng vỡ. Thì cái bạn bè cũng vậy, phải có qua có lại mới toại lòng nhau. Cho nên là nếu để cho cái cân nó bằng thì ok, thì tốt. Nhưng mà nếu nó bị chênh là thì bên thấp bên cao là thế nào có chuyện. Nhưng mà để được như vậy nó rất là khó. Cái loại bạn thứ hai là cũng còn tính toán đó. Cho nên nó cũng rất là mệt, gọi là kết bạn như cân. Cái loại bạn thứ ba là kết bạn như đất. Như đất là sao quý vị? Đất là nơi mà bao nhiêu cỏ cây nương tựa đó để sống, để lớn lên. Ngay cả con người mình cũng nương tựa vào đất mà. Nhờ đất mới sinh trưởng, sinh sôi nảy nở. Thì gần những người này là những người tốt. Họ có thể giúp đỡ mình, giúp mình mọi điều tốt. Nhưng mà nếu mình có ý lợi dụng, tức là mình sao quý vị? Giống như đất mà quý vị đào thì sao? Đào riết nó sẽ bị xói mòn, nó bị vỡ. Cho nên ý là một con người mà thấy người tốt đó, mình thấy tốt cho nên mình cứ lợi dụng tới. Thì tự nhiên một ngày nào đó nó sẽ có cái sự đổ vỡ. Biết rằng đất là nơi cho mình nương tựa, nhưng mà mình có nương, mình có nhờ người ta cũng vừa phải thôi. Thì giống như cái chuyện hồi nãy cô Phật tử nói, lòng tốt nhưng mà người tốt riết mà thấy người ta không cứ đơ đơ, không có cái sự thay đổi gì hết. Thì làm mình cũng hơi hơi suy nghĩ, có cái sự suy nghĩ. Thì cho nên kết bạn như đất, đó là tốt. Đức Phật khuyên là nên ứng dụng hai cái vấn đề sau. Kết bạn như đất, một lát nữa là kết bạn như núi đó. Thì như đất này chúng ta nên ứng dụng, tức là mình trải lòng với mọi người. Đất luôn bao dung trải lòng, nhưng mà quan trọng cái việc đối phương đó, họ đến với đất với tâm lòng như thế nào mà kết bạn. Thấy người ta tốt quá rồi mình cứ lợi dụng mãi thì cuối cùng nhiều khi nó cũng có cái nghiệp quả thôi. Cho nên nếu mình biết, mình trân trọng cái đất để mình giữ gìn, mình trồng trọt, mình sống, thì như vậy nó sẽ có cái sự vững bền. Đó là kết bạn như đất. Và thứ tư là kết bạn như núi. Quý vị biết mà chim bay về núi thì sao? An ổn, không có bị sợ, lo sợ con người, ít lo sợ con người phải bắt giết. Thì như vậy là núi là một vững vàng, là nơi đó cho chúng ta gì nương về học hỏi, là đó là chỉ cho gì, Đức Phật chỉ cho những vị thiện tri thức đó quý vị. Quý vị đã từng nghe từ này rồi đúng không? Vị thiện tri thức, tức là mình gần người đó, mình thấy cuộc đời mình tươi sáng hơn, thấy cuộc đời mình thay đổi tốt đẹp hơn, mình có thể tạo được nhiều công đức lành. Thì cái đó đúng là ý nghĩa mình nương tựa, gọi là kết bạn như núi.
thì Đức Phật khuyên là nên ứng dụng hai cái phương pháp là kết bạn như đất và kết bạn như như núi. Vì như cân điều sao nó cũng còn tính toán hơn thua, rồi còn tính toán bằng nhau nữa, cho nên nó cũng còn cái sự tính toán so đo trong đó, cho nên nó không bền. Chỉ có như đất và như núi. Mà như núi thì đương nhiên tuyệt vời nhất là đến với những người đó, là cái Đức Phật nói đó, cái tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình. Thì như đất á, như cân, như đất thì cũng như bằng rồi, nhưng mà như núi thì hơn mình, cao hơn mình, thì cái đó mình nên kết thân. Tại vì gần người đó, đến với người đó, mình thấy học được nhiều đời hay ý đẹp, mình ứng dụng cuộc đời mình tốt đẹp hơn. Mọi cái tốt đẹp thì mình nên gần. Còn nếu gần với, không làm bạn với kẻ ngu, đó hồi nãy giải thích quý vị đó. Tại vì kẻ ngu là làm cho mình nhức đầu nhức mỏi lắm. Họ làm điều đủ thứ điều xấu, tạo gây chuyện cho mình, gây khó khăn cho mình đủ điều, mình rất là khổ. Cho nên là ví dụ quý vị thấy trên đường đạo, trên đường đời luôn, ngay cả đường đời quý vị sống, quý vị có những người bạn mà thấy cứ tạo cho mình phiền phức, không đem đến một cái điều tốt, cứ dẫn mình, rủ mình đi gì, đi sòng bài, dẫn mình đi chơi bời nhảy nhót nữa, cái chiều xấu, thì đương nhiên quý vị phải xem xét lại là cái đó là nó đưa mình đi con đường xấu, mình nên tránh. Cho nên Đức Phật nói là không làm, thè sống một mình chứ không làm bạn với kẻ ngu. Cho nên mình có cái những cái bạn đạo tu tập, được đó là những bạn tốt để cùng hướng, hướng nhau tu tập, thì cái điều đó mình cần trân trọng. Cho nên quý vị thấy là chứ kể quý vị nghe là có hai ngày xưa có hai người bạn đó cũng chơi thân với nhau, thì trên đường đi á, cái người bạn kia nói xấu, chơi xấu á, chơi xấu một người bạn nọ, thì người bạn này mới tìm cái bãi cát, mới ghi lên hôm nay người bạn của tôi đã làm tổn thương tôi, ghi trên cát á. Rồi một lát đi xuống biển tắm thì người bạn xấu đó bị ngã té, thì người bạn kia mới đỡ. Người bạn tốt bị ngã thì người bạn xấu mới đỡ, thì người bạn tốt mới lên mới viết lại là hôm nay người bạn của tôi đã cứu sống tôi, mà viết trên đá. Là quý vị biết tại sao không? Những cái điều xấu thì cứ viết trên cát đi, có gì nó bay hết. Mình giữ làm gì, mình ôm giữ trong lòng mình càng khổ. Còn điều tốt mình khắc trên đá để mình lưu giữ đó. Đó là những cái bài học, như cái những cái điều tốt. Nên quý vị thấy mà ở nhà quý vị có chuyện buồn, gia đình, chồng con, bạn bè, thân, những cái gì buồn á, quý vị nếu mà thấy mình không thể nói cho ai được, mình có thể kiếm cái gì trên ra bãi cát, đất cũng được, quý vị viết lên, viết cho nó xong, hết. Gió cát, gió thổi là nó bay đi hết. Còn cái gì hay quý vị khắc cho sâu vô, những cái xấu quý vị đừng có giữ. Mình giữ lại, quý vị tự nhiên mình có thể nó lưu lại. Chẳng những nhiều khi cái đời này mà nó đi vào trong tiềm thức của mình, nó dẫn mình đi cả đời sau. Rồi cái mình nhớ bị quả báo, rồi sẽ bị trả quả. Chứ nghĩa là mình không làm xấu, nhưng mà mình ghi như vậy thì người ta cũng phải trả. Mà người ta trả mình đâu sung sướng, mình nhận những cái đó nó cũng khổ lắm. Cho nên sống bằng cái sự ân với nhau, có ân nghĩa với nhau thì nó tốt hơn. Cho nên những cái gì xấu quý vị đừng nên lưu giữ, mình khổ. Mình nhiều khi mình thấy lại mình cũng khổ. Cho nên là cái tình bạn Đức Phật nói là như đất và như núi, là để gì? Để mình nương tựa học, mình đừng có lưu giữ. Còn những cái xấu làm cho mình bực bội hoài, cho nên mình đừng lưu giữ những cái đó, mình sẽ khổ. Thì cho nên cái bài này rất là ý nghĩa, mình đọc dễ nhớ. Tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thì thề quyết sống một mình, không làm bạn với kẻ ngu. Mình không, đó thì ý cái này là không phải là mình nói là mình chê người ngu, nhưng cái đó để cho những vị có khả năng. Còn ngang mình thì sao quý vị? Tại sao Đức Phật nói hơn mình hay bằng mình mới kết bạn? Hơn mình thì đương nhiên dạy dỗ mình điều tốt, chỉ cho mình những điều hay lẽ phải. Còn ngang mình thì sao quý vị? Có cái sự cảm thông, có cái sự chia sẻ, hiểu mình. Ví dụ cùng trình độ, cùng năng lực, cùng một cái lý tưởng thì dễ chia sẻ với mình để mình vượt qua những cái khó khăn, là cái ý. Thì hôm nay là chia sẻ tiếp một cái ý nữa, là kỳ trước cô Diệu Mai có hỏi đó, là ngủ trượt đó quý vị. Ngủ trượt là gì? Chúng sanh trượt. Là như mới nhớ ba cái trượt thôi, còn nhớ cầu trượt. Cái gì trượt thôi? Trượt tiếp hả? Thì quý vị trượt tức là dơ bẩn. Nhưng mà mình hiểu cái dơ bẩn đây không phải là dơ bẩn về bên ngoài, mà gì là khổ não, buồn bực, khổ.
đau, cho nên gọi là trượt. Thì thưa quý vị, thứ nhất là kiếp trượt. Quý vị thấy cuộc đời này, tức là chỉ trong cuộc đời này nhiều cái sự khổ đau làm cho mình bất an, quý vị thấy không? Hết nạn dịch, nạn dịch tới nạn trộm cướp tới sẽ có nạn động đất, rồi nạn lửa cháy, nạn gì nữa, nước trôi, bão lụt, đủ thứ nạn hết. Quý vị thấy cuộc đời này rất là nhiều cái nạn khổ đau làm cho con người cứ hết. Quý vị biết đó, mới con dịch 19 xong có Covid biến thể nữa. Tại cái đó nhiều cái dịch nó đến, nhiều cái khổ. Cuộc đời này nó nhiều điều cho nên gọi là kiếp trượt. Cái đó mình dễ hiểu, kiếp trượt. Cái thứ hai là gì? Là kiếm trượt, tức là những cái tư tưởng sai lầm chấp cái thân này là có thật. Đó là thân kiếm, biên kiếm, là chấp một bên. Ví dụ chấp là chết là sẽ còn mãi. Có người nói chết là hết, không có vụ luân hồi đầu thai. Gọi là cái đó là biên kiếm. Tà kiến là gì? Là cái nhìn sai lệch, không đúng với chánh pháp. Ví dụ cuộc đời là vô thường mà mình cho đó là thường, là tà kiến sai. Rồi thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ. Kiến thủ là chấp thủ cái ý của mình cho đó là đúng. Cho nên gọi là kiến thủ. Những cái ý sai lầm mà mình cho đó là đúng gọi là kiến thủ. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ. Giới cấm thủ. Giới cấm thủ là những cái giới luật mà chế ra ngày xưa. Ví dụ bây giờ không thích hợp mà mình cứ giữ mãi. Cái đó gọi là kiến trượt. Mình chấp cái thân này có thật, cho nên mình sanh ra phiền muộn khổ đau, gọi là kiến trượt. Kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt. Phiền não trượt là sao quý vị? Tham sân si mạng nghi. Những cái đó nó làm cho mình bức bách khổ sở. Cái đó gọi là phiền não trượt. Mình tham ăn tham ngủ cũng phiền não trượt rồi quý vị. Rồi tham của thấy cái gì là lạ vóc lấy. Hoặc là mình nghe cái điều gì cái mình đi nói những cái điều xấu, tạo những cái khổ đau đủ thứ. Cái đó gây ra phiền não, gọi là phiền não trượt. Kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt. Chúng sanh trượt. Chúng sanh thì sao quý vị? Nhiều tật xấu lắm. Tham bỏng sẻn keo kiệt, rồi bất hiếu ngỗ nghịch, làm nhiều điều ác, không chịu làm điều thiện, làm cho cuộc đời này đó tại mình tạo nhiều cho nên mới sanh ra, mình mới có cái vụ kiếp trượt. Nếu mà ai cũng tu tập hết thì không có bị kiếp trượt đâu quý vị. Không có bị dịch bệnh, không có bị tai ương, không chiến tranh. Nhưng mà tại vì mình tạo nhiều cái nghiệp ác, không chịu làm thiện, không chịu tu tập, cho nên mới bị như vậy. Và cái cuối cùng gọi là mạng trượt. Mạng trượt là sao quý vị? Thấy ngày xưa ông bà mình sống thọ không? Thọ nhiều, nhưng mà càng ngày tuổi thọ mình càng giảm. Là tại sao? Do sống không có chịu tu tập, không có chịu làm điều lành, cho nên mạng sống con người nó tổn từ từ, nó tổn giảm, nó không còn thọ nữa. Ăn chơi sa đọa quý vị, thay vì mình sống tới 70-80 nhưng mà nhiều khi nhậu nhẹt uống rượu nhiều, rồi tuổi thọ nó giảm. Đó là gọi là mạng trượt. Tuổi thọ con người càng ngày nó càng xuống. Tự nhiên theo trong kinh nói nó giảm xuống còn cỡ 10 tuổi. Mà sống như vậy thì quý vị thấy sanh ra nó khổ quá, mà sống có 10 năm mà. Vậy thì nó cũng ổn quá. Nằm trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày rồi. Thì như vậy là càng ngày tuổi thọ nó càng giảm. Cho nên con người nếu có tu tập thì mình được an lành. Cuộc đời này là cuộc đời ngũ trượt. Quý vị biết bao nhiêu tai ương, bao nhiêu cái khổ não. Nhưng nếu chúng ta có tu tập, có làm điều lành thì sẽ được bình yên. Mình rồi, đương nhiên ai rồi cũng sẽ chết. Nhưng mà nhiều khi những cái tai chướng, những cái nạn đó mình được qua khỏi. Tại vì mình nhờ có phước đức tu tập, mình nhờ có công đức tu tập. Thế cho nên mình hiểu năm cái ngũ trượt này, mình thấy là cuộc đời này tại sao nó như vậy? Là tại vì mình đừng có đổ thừa do dịch, đừng đổ thừa do lửa, mà tại mình làm ác, mình tạo nghiệp, mình làm điều xấu, cho nên cái quả nó sanh ra như vậy, nó khiến như vậy, nó sanh như vậy. Không đổ thừa tại ai, mình thấy như vậy thì mình phải tu tỉnh, mình tự tu cho mình trước để mình được an lạc trước. Nếu mình khuyến khích được ai thì mình khuyến khích để cho họ cùng ăn chay niệm Phật, cùng tu tỉnh, để nó biến cuộc đời kiếp trượt này thành cái tốt hơn, thành thế giới tịnh độ. Rồi quý vị còn ai thắc mắc gì nữa không? Rồi mình là tịnh độ là đây rồi ha. Cho nên quý vị cố gắng tu tập.